Mà bây giờ thì coi như phải cả một chuyến xe nó chạy vào đấy chứ không gần như Nam Định, thì cái tay chủ xe là nó đòi 1,5 triệu, nhưng mà ông Đức ông bảo là ông ấy chịu ngày 4/9/2016, ông là cụ đang từ Thiệu Triệu Sơn Thành Hóa ra để ông lấy bức tranh. Ông đang gọi cho con ở đang ở bên Lào. À, do chị nhất trí để ba đời cho lên xe đi về nhá. À, được rồi, tôi nhất trí như vậy. Vâng, thế là nhất trí ông nhá. Nhất trí là coi như 13 triệu của ông, mới lại 1 triệu phát sinh. Tiền kia về vào lấy tiền thì ông vào viết, về viết giấy hóa đơn. Vâng, cháu về viết giấy cho. Thế như vậy là mình chuyển vào trong đấy là vừa ông vào với Triệu Sơn à? Ngày, Thiệu Hóa đây. Thiệu Hóa. Xã Thiệu Khánh ạ. Xã Thiệu Khánh, Thanh Hóa. Hoàng Long. Vâng. Về đến tôi có 9 cây nữa, nhưng nếu mà đi mấy Triệu Sơn thì còn xa 40-50 cây nữa. Thì vâng, tại vì là nghe các cái địa danh nó cứ gần giống nhau. Không. Thế là Thiệu Hóa thì... Thiệu Hóa chứ không phải Triệu Sơn. Thành phố Thanh Hóa rồi. À vâng. Đây, vâng, cháu cảm ơn ông. Thế cháu mời ông về bên khuôn kia để cháu ghi giấy cho ông.